người đơn thư. Joy chích ca, ga chích thửa, ngựa chích hồng bao. Ta là người đơn thư. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ mà tới. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ mà tới. Còn có ăn thì đi trước, theo phía sau là phó ngựa. Cha em thì có 6 múi, gà nuôi thì có cửa. Nhưng trên bình thường so sánh với anh thì đâu có cửa. Mùa đông đến thấy lạnh chưa, tới bên anh là có lửa. Anh tài xứng đôi công chúa, hay là mình làm quen nhau. Anh sẽ đưa em lên đỉnh, tuần trăng mật xinh penthouse. Xung quanh anh là hổ báo, không nghe bất kỳ người nào. Thiên hạ biết anh good boy, vì anh không có đồng bào. Hồ to lên một tiếng là núi nâng cao ngang trời. Giặc ngoài xâm mà nghe thanh danh đã phải chắp tay than trời. Tên tuổi lừng lấy truyền lại hậu thế muôn đời. Vua cha của em sẽ mất từ khi mà sơn tình tới. Coi trời, chính nhà, ga, chính cửa, ngựa chính hồng bao. Ai là người đến chứ? Joy, chính nhà, ga, chính cửa, ngựa chính hồng bao. Ta là người đến chứ? 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ mà đời. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ mà đời. Nếu tìm em vốn khô khan để đôi môi anh dẫn nữa, giống như công chúa băng đăng thì chẳng ai có thể lần lứa. Tính thôn anh muốn ngày mai mình sống trong giấc mơ ta yêu, ngắm thêm con sóng lênh đênh khi mà xuân quỳnh đã phiêu ra thơ. Lòng cùng anh không thiếu, nhẫn diamond hồ to. Nàng lộ em đừng nhắc đến dưới này giày thủy tinh một kho. Mang trên mình nó ưu phiền, điều sao hết tiền trong tay. Trong cuộc chơi của vương quyền, đầu thể dễ hạ lòng mày. Hô to lên một tiếng bão tố muôn nơi. Chất bạch đạp khi xưa làm giặc hoài xâm phải nhớ trăm đời. Tên tuổi lừng lấy truyền lại hậu thế con cháu muôn đời. Vui cha của em sẽ thấy bất ngờ khi mà thủy tinh tới. Hai coi chối, chết nhà, gà, chết cửa, ngựa chết hồng bao. Ai là người đến chứ? Joy, chính ca, ga, chính cửa, cửa chính hồng bao. Ta là người đến chứ? 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ mà đời. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ mà đời. Và Ricky Star của đội BG. Xin cảm ơn vũ đoàn Game On. Let's go. Một vụ nổ lớn vừa xảy ra. Rất là cảm ơn Binzy đã đưa ra một quyết định táo bạo. Và đây là lịch sử của rap Việt. Rất là Việt Nam, nó có cả lịch sử và đầy câu chuyện. Tất cả những điều đó không được truyền tải một cách khô khan mà rất văn minh, hiện đại. Nói tôi cố gắng tôi lắng tai tôi ngồi nghe. Ông này ông là Sơn Tinh thì ông nói là bây giờ mùa đông đã lạnh chưa, đến bên anh có lửa. Cái ông này ông là Thủy Tinh, ông hỏi là trái tim em vốn khô khan đúng không, đến đây đôi môi anh dẫn nước cho. Wow 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 wow. Có điều đáng để bàn đây. Xin mời các huấn luyện viên chia sẻ về cảm xúc của mình. Wow, rõ ràng bài này là cái bài mà được đầu tư nhất trong cả chương trình Ricky Star, thì cái chuyện nó tuyệt vời quá, quá ngọt. Mà hôm nay á, chị mới được thấy RT thực sự là tỏa sáng. Đúng là hai bạn rất là đồng đều với nhau. Karik, đây có lẽ là sự quyết định đúng đắn nhất của Bin từ trước bây giờ mà Karik phải thừa nhận thêm một lần nữa. Để đưa hai bạn này vào với nhau làm nên một cái điều như Bin nói, đàn ông nói được làm được, tạo nên lịch sử. Và tất cả chúng ta đều thấy là sẽ rất khó để đưa ra sự lựa chọn ai ở lại, tại vì cả hai bạn đều quá xứng đáng để đi tiếp. Mời Huawei. Có thể em là một kẻ đáng ghét nhưng mà
Thực sự thì em không có thích bài này. Không sao, mỗi người đều có những ý kiến riêng của mình. Mời em nói rõ hơn về ý kiến đó. Cái beat rất là hay, hai bạn trình diễn rất là tốt. Và như mọi người cũng thấy, chúng ta có một màn trình diễn đầu tư rất là kỹ càng. Nhưng mà sự tích về sơn tinh thủy tinh này nó có cái điểm em không đồng ý. Bởi vì em không có muốn thấy cảnh hai người đàn ông, nhất là hai chúa tể của hai cái thế lực, lại tranh giành nhau một cô gái không thể quyết định được cái mối tình hôn nhân của mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau đó đem toàn bộ tất cả những cái loài thú quý hiếm như là voi chín ngà, gà chín cựa và ngựa chín hồng mao ra để lấy lòng một người con gái. Giống như mọi người cũng biết, em đang cố gắng, em muốn truyền đi một cái thông điệp là bảo vệ môi trường và động vật. Có thể em là một cái đáng ghét, maybe. Em phải nói cho rõ là em không thích cái tiết mục vừa rồi, hay em không thích cái truyền thuyết do người đời người ta truyền lại về sơn tinh thủy tinh. Em có nói đây là một màn trình diễn rất là tốt và em dự đoán là nó banh sát với cái tài nghệ của hai bạn, nhưng mà cái thông điệp đưa ra trong cái bài này em thật sự em không có thích. Em có thể nói được không ạ? Mời Bin. Khi mà mình chọn sơn tinh thủy tinh này, mình cũng có một cái ý đồ của riêng mình, cũng như cái việc vui muốn bảo vệ môi trường, mình muốn bảo vệ những cái câu chuyện truyền miệng, tại vì đó là những thứ dễ mất nhất. Thật sự cái màn trình diễn này rất là tốt. Quý đồng ý cái chuyện đó luôn. Quý không có phản đối. Mình tôn trọng tất cả những cái ý kiến của Quý, nhưng mà Quý phải hiểu rằng cái cội nguồn của cái câu chuyện này, những con vật đó là những gì được phóng đại lên để nói cho cái sự khó khăn của cái việc có được công chúa. Quý nghĩ xem, nếu Quý có một người con gái thì Quý nói ngày mai đem cho tôi hai cái trứng gà thì cô gả công chúa. Doesn't make sense like that. No. Câu chuyện đã được đẩy đi quá xa, hiện nay nó đã xa quá. Nên bây giờ chúng ta lôi lại. Thế này, tôi một lần nữa phải khẳng định và cực kỳ tôn trọng thái độ yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường cũng như động vật như giám khảo Wowie đã từng nói. Xin được khẳng định lại là điều đó đang là điều đúng. Tuy nhiên, đây là một câu chuyện truyền thuyết, và truyền thuyết là những câu chuyện người ta có thể hư cấu hơn thêm. Vì vậy cho nên không phải á, cái câu chuyện nào chúng ta kể nó cũng luôn luôn là cái điều mà chúng ta phải học từ nó. Chúng ta đều có cái tư duy đủ lớn để hiểu được chúng ta nên lấy ra gì từ câu chuyện đó. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào phần dự thi của hai thí sinh mà thôi. Còn câu chuyện nó đúng hay sai, mỗi người sẽ có câu trả lời. Mời hai vị giám khảo. Ngày hôm nay khi mà được diện kiến cái màn trình diễn này, thực sự là Binzy đã cho các em tạo nên một sản phẩm để cho mọi người ở đây có thể nhún nhảy theo, rất là hip hop. Và cái cách bọn em truyền tải, cách bọn em khai thác nó rất là khác so với những cái gì mà mọi người đã từng suy nghĩ về câu chuyện đấy. Yeah, xin cảm ơn phần trình diễn của hai em. Tuy nhiên thì Vicky Star anh hơi tiếc một chút là những cái em mang đến an toàn quá so với cái sự đột phá của RT. Cái phần lyric của RT có những cái điểm nhấn, những cái punchline khiến anh rất là bất ngờ, như là Hạ Long Bay. Em ví tên em vào trong đấy đúng không? À, đúng rồi. Yeah. Chơi chữ rất hay. Rất là cảm ơn anh Binzy đem lại được một cái màn trình diễn thật sự là quá đỉnh cao. Và cũng như anh Bin lúc nãy có chia sẻ, nhiệm vụ hai bạn là lưu giữ lại những câu chuyện truyền miệng, vì nó rất là dễ bị mất đi. Mà hai bạn thể hiện rất là rõ cái tinh thần của sơn tinh và thủy tinh trong bài này. Mỗi người đều ngang tài ngang sức và đều có cái thế mạnh riêng, thể hiện rất là rõ trong cái lời của mình, rất là thông minh. Cũng như anh Ti chia sẻ thì bài này Ricky Star hơi an toàn. Đối với anh thì khi mà em sử dụng lại cái flow ở vòng 1 em đã sử dụng rồi. Chính vì thế nên là anh hơi tiếc cái điều đó. Anh mong chờ cái sự biến đổi lắt léo hơn nữa, bởi vì anh biết là cái khả năng thích ứng của em là rất kinh khủng và em có thể làm chủ ở mọi cuộc chơi. Thực sự Ricky kêu cái verse này chỉ trong vòng 30 phút ngay tại phòng thu, từ lúc nghe beat cho tới lúc hoàn thành bài hát. Mình muốn mọi người biết điều đó. Hơn nữa, anh cũng muốn nói với riêng hai em, đây là một cái ván cược rất là lớn của anh. Tại vì anh có thể bỏ một trong hai người vào cặp với những bạn khác, nhưng nếu anh làm điều đó anh sẽ không bao giờ có cơ hội làm cho bài hát này xảy ra. Và anh hiểu, tụi em hiểu điều đó, tụi em đang là một phần của nó. Anh chỉ muốn nói cho mọi người hiểu vậy thôi. Yeah. Thực ra là cả hai chiến binh này dù có đi bất cứ đâu đều có thể sống rất là tốt với cái đam mê đấy của mình. Và cuộc chơi nào cũng phải tuân thủ luật lệ của nó. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ một người được đi tiếp mà thôi. Tôi cũng muốn hỏi ý kiến của Garrick. Nếu bạn lựa chọn, phiếu bầu sẽ thuộc về ai? Nếu được lựa chọn thì Garrick sẽ chọn Ricky Star. Rick thích cách chơi chữ Ricky Star hơn. Support. Hôm nay tôi thấy là RT xứng đáng.
Wowie. Nếu như trong trường hợp phải chọn thì Wowie sẽ chọn Ricky Starr. Ricky Starr. Với lý do Wowie thích cái verse với lại cái cách mà Ricky Starr biểu diễn. Quy nghĩ nó là cái signature của Ricky Starr từ hồi đó tới giờ luôn. Yeah. Mời hai vị giám khảo. Vâng, xin chào hai con. Vua cha với mẫu hậu đang ngồi đây. Với cách cống nạp tài năng của hai con thì ta nói xin phép lên, được ta mới chờ. Đấy, đang nghĩ. Xin nương nương bình tĩnh. Thì ta xin được phép gả công chúa Trấn Thành. Nè, công chúa này ăn dữ lắm nha. Nhắm nuôi nổi thì hắn giác tu về nha. Thế mày mới gả đi đó. Xin nương nương bình tĩnh lần hai. Con hư tại mẹ cho nên là ta sẽ nhường nàng nói. Trấn Thành à, đã đến tuổi rồi, vậy chúc mừng con về với đội của... mẹ muốn sao? Thủy Tinh. Thủy Tinh. Thủy Tinh. Chúc mừng RT. Yeah, chúc mừng RT. Yeah. Thật sự là cảm thấy rất là bất ngờ về cái kết ngày hôm nay. Và mình cảm thấy rất là tiếc khi mà phải rời xa một thằng bạn diễn hết sức hoàn hảo trong cái sân khấu vừa rồi. Come on. Một lần nữa xin chúc mừng Ricky Starr là thành viên mới của đội ca Rick. Em nghĩ là Ricky Starr xứng đáng với tất cả sự bình tĩnh và sự cố gắng nhanh nhẹn của bạn ấy. Và bên cạnh đó em muốn có một trận tái đấu đúng nghĩa đen với đội em và đội Binzy giữa Ricky Starr với là RT. Yeah. Let's do it. Why not? I got you, bro. Thấy ghét không? Thưa quý vị, đây là tinh thần của rap. Khán giả vẫn đang chờ đợi điều đó xảy ra. Chúc mừng em là thành viên mới của đội Caric.